Thưa quý vị, từ bản hit nCoV của Việt Nam được lan tỏa đi khắp thế giới đã khơi gợi tinh thần sáng tác cover lại các ca khúc nổi tiếng trong giới sinh viên thành phố Hồ Chí Minh trong việc phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, một loạt các ca khúc thú vị đã được nhiều bạn sinh viên cho ra mắt với mục đích kêu gọi tinh thần lạc quan, nâng cao ý thức của xã hội, sinh viên, học sinh trong việc phòng chống dịch bệnh. Không đưa đến, anh sẽ trong học ngoan và sẽ làm bài tập mới. Đây là bài hát Anh Thanh Niên thời Corona dựa trên nền nhạc bài Anh Thanh Niên của Huy A. Theo nội dung bài hát, các bạn sinh viên mong được đến lớp gặp lại thầy cô, bạn bè và nỗ lực trong việc học tập, nghiên cứu học trực tuyến giữa mùa dịch COVID-19. Sau khi xuất hiện, clip được chia sẻ khá rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bọn em cũng mất khá lâu để chế lại được cái lời ca khúc này và quay và dựng chỉ trong một ngày. Thông điệp thì bọn em muốn lan tỏa đến mọi người một thông điệp tích cực, thì còn các bạn có tinh thần lạc quan và luôn giữ mãi cái tinh thần đấy để vượt qua dịch bệnh. Cặp đi đâu đó ngồi trước máy tính FaceTime học on không có nhăn nhó, biết là khó, biết là có nhiều trở ngại, biết là đâu đó vẫn còn nhiều tiếng thở dài. Vanity teacher U50 ngồi mò công nghệ, hỏi ra mới biết thì làm tất cả vì cái môn đệ. Còn đây là bản rap Văn Lang On The Way. Bài hát là lời kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng xã hội trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe, nâng cao ý thức đẩy lùi dịch bệnh và vực dậy tinh thần học trực tuyến cho sinh viên trong mùa dịch. Thưa quý vị, đây là bạn Ngọc Danh, sinh viên năm nhất trường đại học Văn Lang. Bạn là tác giả cũng như là rapper ca khúc Văn Lang On The Way. Chào bạn Danh, thì bạn có thể là chia sẻ cái cảm xúc khi mà cái bài hát của bạn nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng sinh viên, giúp cổ động trong việc học tập trực tuyến. Tại em thấy các bạn phản hồi rất là tích cực. Em thấy một số bạn cũng đã viết những cái câu cáp trên Facebook đó là thay đổi cái quan điểm của mình về học online, thì cái đó rất là em rất là hạnh phúc luôn. Hiện nay đó là cái dịch nó đang rất là nguy cấp, nên là mọi người phải cần nhau thấu hiểu với nhau, đoàn kết với nhau để mà từ đó mà đưa ra cái hướng giải quyết chung. Trong bài hát em phía cuối em có một câu rất là hay, em trích dẫn của bác Hồ đó là đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Em thấy cái câu đó rất là phù hợp cho cái tình cảnh hiện nay. Nhận thấy là cái việc học online hiện tại cũng đang là một cái điều rất là mới mẻ với lại tất cả các bạn, và mình cũng mong muốn là có một cái gì đó có thể động viên và giúp cho các bạn có thêm được cái tinh thần và cái động lực để cho các bạn cố gắng học hơn trong thời điểm này. Khi mà cái clip này được phát hành ra chỉ trong đêm ngày hôm đó thôi, cái lượng share bài cũng như là cái lượng tương tác đã lên được đến cả 20 mấy ngàn, 26 ngàn. Surfing on the wavy, tương lai trong tầm tay, phía như là mai nà, đi theo gương người xưa, không quan tâm dù trời mưa, đi thì vẫn cháy vì chúng con.